Alo, Phạm Quang và Thúy Hồng đang đến với quý vị mật phẩm mang tên Hái Hoa Rừng Cho Em. Em hãy chuẩn bị hoa cho tụi em nha. Cảnh hoa ưa tàn mà ưa
chuyện chúng mình tình không nhà nhỏ mà xui cho ngăn cản. Chèo đây trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Ai đi em chờ gói mộng giờ đêm thâu. Chiều nay kết vì cho thắm em tình những người còn đi xa. Đành chưa anh biết anh khắc tên em. Chiều nay kết vì cho thắm.